có rất nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến sảy thai. Tuy nhiên, dù là vì lý do gì thì đây cũng là một trải nghiệm vô cùng tồi tệ. Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà tâm lý của các mẹ lúc này cũng không tránh khỏi những suy nghĩ buồn rầu, lo lắng. Hãy cùng tham khảo ngay những điều sau để lấy lại sức khỏe và tinh thần nhé. 1. Nhận thức đúng về sảy thai. Dù có buồn rầu thì bạn hãy nhận thức rằng sảy thai là điều bình thường không may trong cuộc sống, dẫu nó mang lại cho bạn một cảm giác mất mát, trống vắng, buồn bã và cảm xúc mâu thuẫn ở những tuần đầu tiên. 2. Chủ động chia sẻ. Bạn có thể chia sẻ điều này với một người bạn đáng tin cậy, người thân trong gia đình để giúp bạn phục hồi sau sảy thai. Ngoài ra, bạn có thể tham gia một nhóm cộng đồng hoặc các chương trình phục hồi sau sảy thai. Đây cũng là một phương pháp để giúp bạn hồi phục tình cảm và tâm lý sau sự cố này. 3. Lắng nghe tích cực. Hãy tạo điều kiện để bản thân đón nhận những sự giúp đỡ tinh thần từ người khác. Bạn có thể liên hệ với những website tư vấn tâm lý tình cảm để được tư vấn sau quá trình sảy thai, cũng như tìm hiểu các phương pháp phục hồi cơ thể và tinh thần. 4. Tha thứ cho bản thân. Nhiều phụ nữ sau khi bị hư thai đã luôn đổ lỗi cho chính họ đã làm sảy thai của mình. Thông thường, đa số các thai nhi bị sảy thai nếu được sinh ra cũng sẽ không được khỏe mạnh. Nếu bạn sảy thai do điều kiện thể chất, bác sĩ sẽ giúp bạn điều chỉnh và dứt điểm điều này trước khi bạn tiếp tục mang thai lần tiếp theo. 5. Quay trở lại với cuộc sống. Dù có buồn đau day dứt, nhưng bạn cũng nên quay trở lại với lối sống trước khi mang thai. Bạn nên sớm nhận ra bạn còn nhiều việc phía trước và dành nhiều thời gian gặp mặt bạn bè. Khi bạn bắt đầu gặp gỡ với những người khác, lại một lần nữa tâm trạng của bạn sẽ hào hứng và bình ổn trở lại một cách từ từ. 6. Lấy lại sức khỏe. Uống nhiều nước và chất lỏng để chắc chắn cơ thể đủ nước. Nếu bạn đã bị mất máu quá nhiều, thì việc uống nhiều nước là đặc biệt quan trọng để nuôi dưỡng cơ thể, tăng tốc độ phục hồi của bạn. Phụ nữ sau sảy thai cần có chế độ dinh dưỡng khoa học, bổ sung đầy đủ dưỡng chất. Bạn cần chú ý bổ sung vitamin và acid folic trong vòng 3 tháng cho đến khi có thai lại. Hãy nói không với tập thể dục hoặc nâng vác nặng trong 2 tuần đầu sau khi sảy thai để tăng tốc độ phục hồi của cơ thể. Sau sảy thai, cơ thể bạn cần vitamin A, vitamin C và protein để hồi phục đầy đủ. Vì vậy, cách tốt nhất là tránh xa các đồ ăn vặt và thức ăn nhanh vốn thừa béo ít bổ. Đậu nành cũng là món bạn nên từ chối do trong đậu nành có chứa mức phytate cao, gây trở ngại cho khả năng hấp thụ sắt mà bạn lại đang cần thêm sắt sau khi sảy thai do bị mất máu nhiều. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho các bạn. Hãy sớm lấy lại tinh thần và chuẩn bị một sức khỏe thật tốt để quay trở lại với cuộc sống và đón nhận những niềm vui mới nhé!